bị phát hiện chạy quá tốc độ, Quý không dừng xe mà lao vào tổ công tác khiến cán bộ cảnh sát giao thông phải nhảy lên nắp capo. Sau đó Quý vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Ngày 15 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Quý, 36 tuổi, ở xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó ngày 26 tháng 2, khi đội cảnh sát giao thông Công an huyện Hiệp Hòa thực hiện kế hoạch kiểm tra và đo tốc độ các xe vi phạm trên tuyến đường tỉnh 295 thì phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 99A18715 do Quý điều khiển chạy quá tốc độ cho phép. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô trên để kiểm tra. Tuy nhiên Quý không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác. Lúc này anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông, phải nhảy lên nắp capo để đảm bảo an toàn. Sau đó, Quý tiếp tục điều khiển xe cùng với anh Hát đang ở trên nắp capo di chuyển khoảng 3 km thì bị xe chuyên dụng của công an huyện chặn đầu, yêu cầu dừng lại. Lúc này, Quý không đợi anh Hát xuống xe mà tiếp tục chống đối, đánh lái bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã vận động Trần Văn Quý ra đầu thú về hành vi chống người thi hành công vụ.